Tôi tên là Nguyễn Thanh Tuyền, 50 tuổi, ở Bình Dương, Dĩ An, làm nghề nội trợ, đưa rước học sinh luôn, đưa cháu nội. Dạ. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, em chào anh Quyền Lâm và Lê Lộc. Em tên là Nguyễn Ngọc Anh Đào. Năm nay em 36 tuổi và làm dâu của mẹ được 13 năm. Mình có mấy bé rồi chị? Dạ, em được một bé. Bé 10 tuổi. Những cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai mình, cô ấn tượng gì không? Lúc lần đầu tiên con trai nó đi ăn tiệc hồi nào giờ nó đâu biết nhậu gì đâu. Lúc đó là khoảng 9-10 giờ đêm á, nó uống có 1 ly 2 ly xong nó xỉn đi. Rồi chị này chở về giùm. Cái chị chở về nhà sau cái nó sao nhỏ này nó đâu mà nó già mà nó xấu. Trời nhìn nó ưa. Lúc đó tự nhiên mình nghĩ con nhỏ này chắc cướp con trai của mình đó. Trời ơi buồn, trời đất luôn, giận. Chị này chắc chị này chị dụ ảnh hay sao á. Trời ơi, bắt đầu kêu chị vô. Cho anh kia ngủ sao cũng vô. Bác chỉ biết sanh con chơi, chứ bác không biết sanh tánh. Con là con gái nữa. Con đi xa đi đem vậy rồi sao. Cái biểu gọi điện về cho mẹ với ba vậy đi. Rồi tối kêu chị vô chị ngủ với mình. Tối nó ngủ nhà luôn. Ngủ lại luôn. Tự gì ở trên quận 4 mà về tới Bình Dương là tới 20 mấy cây số lận. Mà nó xuống tới nhà là gần 11 giờ đêm rồi. Đó. Vậy chắc cũng thương con mình lắm mình mới đưa về tới nơi đó chứ không phải giỡn đâu nha. Ngày đầu tiên trở về rồi em thấy bà già chồng tương lai thế nào? Dạ, mà em quen ảnh thì ảnh nói với em á, mẹ rất là trẻ. Nhưng mà em cứ tò mò em không biết có phải là trẻ hay là không. Em mới nói thôi vậy anh chở em về thử đi. Mà anh thì lúc nào cũng khen mẹ đẹp. Rồi có khi là ảnh nói là chở mẹ đi ngoài đường á, thì em đừng có ghen nha. Chẳng khác nào là anh chở bạn gái của anh em về chứ bữa đó. À, thấy mẹ nằm trên võng, mẹ nhuộm cái tóc hả? Vàng ơi là vàng luôn. Em bước từ trong, em bước vô. Thấy bất ngờ quá chứ em nói ủa anh, ai vậy anh? Chứ ảnh mới giỡn, anh nói là chị anh. Anh nói với em là anh đâu có chị đâu. Ảnh mới giỡn, anh nói cái này là mẹ. Nó trời mẹ anh trẻ quá. Mà em nhìn mẹ hoài, em nhìn không chớp mắt luôn. Mà mẹ thì cứ nhìn chằm chằm vô em giống như là không thích. Em biết điều đó. Mẹ không? Nhìn giống như là sát thủ luôn. Thôi. Thôi, nhìn cũng chọn luôn. Tính mẹ rất là thẳng. Mình thích cái tính thẳng thắn vậy. Bởi vậy khi mà gặp thì mình cũng thấy là ok, mẹ cũng ok. Là coi là ồ, cái này là được nha. Này chắc là mình suy nghĩ là mai mốt mà có đi chơi chắc cũng rủ mẹ đi được. À. Thời gian làm dâu thì cô thấy hài lòng không? Hài lòng quá trời luôn. Về nhà nó vô nhà nó mình lao một ngày 3 lần thôi nó lao 10 lần nó không có sợ mình hao nước hao điện gì chứ nó làm trên bếp á thậm chí mà bếp nút đồ mình làm sạch sẽ chứ về nó đem xuống hết nắp nồi nắp dĩa đem xuống hết nó chùi rửa rồi bếp ga gì đó nó làm hoài luôn làm bằng quạt luôn mình kêu nó nghỉ nó không nghỉ nấu nướng này kia rồi sao nấu nướng thì không biết nấu lúc đầu thì nó nấu ngọt như chè vậy đó ông ngoại đồ ăn không được. Rồi xuống cái nó cũng tập xuống ngó mẹ nấu gì cái mình chỉ nó đồ này kia phân tích đồ nhà ít ăn ngọt một chút mà ăn vừa thôi là bắt đầu dạy cho nó nấu mà nó nấu ngon hơn mẹ chồng luôn nó nấu ngon hơn mà nó xiên thì xuống nấu giận nó buồn nó không thèm nấu nó biến là không nấu mà có cái nó quăng phí lắm có nhiêu tiền á là mẹ đi siêu thị sắm mắm muối gạo thóc gia vị rồi trong nhà bỏ đầy. Mình nói này đủ xài con đừng mua nhiều quá để rồi cái con này con kia nó bò nhiều quá mẹ không có xài hết. Mà nó ngon cái là nó đi mua vậy đó. Xà bông mua lần 3 bịch, 4 bịch, bịch 6-7 ký á. Mà yeah. Nhà thì chật đâu có chỗ đâu. Mua nó để quá chừng quá đất luôn vậy. Mày quăng phí lắm. Khi mà về ở chung như vậy thì hai mẹ con mình có điểm gì hợp nhau không chị? Cách ăn mặc nè, rồi đi chơi, mua sắm. Nói chung là tính cách của mẹ thì rất là dễ chịu. Mình cũng không có chê mẹ được hết. Tại vì đã cái cách của mẹ là nhuộm tóc là mình đã hiểu rồi. Thì là mình đã biết cái cách ăn chơi của mẹ ra sao. Mẹ rất là xịt tin luôn. Dạ. Mẹ biết nhậu không? Trời ơi, mẹ nhậu là vô được luôn. Đó, mẹ. Nó tự gì á, hồi đó không có biết nhậu. Nó lên mạng, bạn bè nó rủ nhau học lớp. Nó đi thì nó không dám đi. Cái rủ mẹ. Bữa nay là con hẹn với bạn rồi, đi lên chơi với con. Nó sợ chồng nó hay. Ngày giờ này mà chồng nó còn không biết hai mẹ chồng đi ăn nhậu. Tụ họp lớp rồi đó, giả tiết có đi về trễ đó. Thì nó đi với mẹ luôn là chồng không có la, không có gầy gì hết. Nhậu dữ không? Không có dữ đâu, nó uống nó cứ vô đến nỗi mà nó xỉn, nó không biết đường về. Vậy mẹ là? Chồng chở không?
Coi như... hồi nào giờ đi nhậu với mẹ chồng là mẹ chồng chở về. Thật sự là nhậu với con mình, nó chở con mình. Cả... giờ nó nhậu với mình chở nó. Nhưng mà dành chạy xe chở về á, mà có đứa con mới 3 tuổi á, mẹ chồng chở nửa đường tới qua cầu Sài Gòn. Nó một hai nó mẹ giờ mẹ xuống con chở cho. Trời ơi. Mẹ không có xỉn để mẹ chở. Bây giờ mẹ không chở mẹ ngừng đi. Cho con đi toilet. Thế mình ngừng xuống nó đâu có đi toilet đâu. Nó kéo mình xuống nó bị để con chở. Mà trong lúc đó đứa con nó mới có 2 tuổi mấy chưa được 3 tuổi nữa. Con không gái. Được. Rồi nhỏ ngồi ở đằng sau á nó một hai nó đòi chở. Đòi chở xong rồi. Rồi cho mày chở, chở chưa tới siêu thị cắt mắt nữa. Vừa qua cầu Sài Gòn chừng chút à. Nó cho hai bà cháu xuống viện luôn. Mà nó mặt mày nó lát máu nè, máu đầy người ngực nó luôn. Mà đứa nhỏ thì ngồi trên lề, nhỏ không sao hết trơn, ngồi trong ngóc. Còn đây thì rớt xuống nguyên cái ao á, mặt mày sình không. Thôi không có được, cái này là rất nguy hiểm nha. Bắt đầu từ không bao giờ làm điều đó, nó có... Cái này là cách đây cũng khoảng 3-7 năm rồi. Nhưng bây giờ, rồi. Bắt đầu bây giờ cũng không bao giờ có chuyện đó xảy ra nha. Dạ. Hai mẹ con đi chơi chung gì nữa không? Chơi ba tin. Hả? Đúng, mẹ chồng đi chơi, đi ăn, đi búp vê, đi ăn xong xuôi rồi còn sớm á, không à. Về. Ghé qua sở thú á, cái đi vô ba tin. Mẹ mang vô đi, con chỉ mẹ đi ba tin sướng lắm. Leo lên mình đi đâu được, té lù đùi. Nó với nhỏ bạn mỗi đứa cầm tay nè, mình cũng đi theo. Cũng đi gì nè, vậy đó. Rồi thôi, rồi đó thôi. Tôi không dám đi nữa, sợ quá. Thật ra là cô con dâu rồi rất là cá tính đó nha. Dạ, đi đám cưới hay gì đó là chồng không nhậu, vợ nhậu cho chồng. Tại vì bạn bè trong công ty rồi các thứ đó, là chồng dẫn vợ đi theo để nhậu, còn chồng là ăn. Đó, vậy á. Vậy đâu có lộ. Thật sự là vậy luôn. Như chuyện con cái có đánh con có nhỏ này chuyện. Nó đánh con dã man lắm, ký nè, cóc cóc mà người ta ăn gái nữa. Trời mình ngồi ở sao thấy nó dạy học con đó, nhiều cái con nó không biết làm đó, nó quýnh mình ngồi sao mình ức luôn, mình tức á. Thôi vậy em đánh con đánh dữ vậy? Đánh dạ, dữ tại lắm. Tại vì cái tánh của em thì nó hay nóng lắm anh, nói là phải làm liền, nóng mà để tánh. Thì nó nguội, cho nên em không có la được. Còn đánh con gái về tội nghiệp nó. Đối với người ngoài nhìn vô thì mình đánh là rất là đau, nhưng mà mình thì dạy con thì mình đánh nhẹ. Mình đánh vậy tội cháu mình chứ có giờ còn phản ứng không? Đánh nó một bạc tai. Mẹ còn dữ hơn em. Em mà quýnh con là mẹ quay qua mẹ sáng em một cái là tán ông trời luôn. Trời ơi, quýnh tán thằng dâu luôn. Cháu tán luôn. Quýnh con nó mạnh quá, mình nóng ruột á, tán nó luôn. Tán xong rồi chứ hai má con là coi như là giận nhau rồi đó. Là nhìn mẹ là thấy lúc đó là không cần thích nữa, là không nói chuyện luôn. Chờ mẹ nguội nguội xong bắt đầu mới nhắn tin. Nhắn tin xin lỗi chứ không gì hết. Rồi hai mẹ con dắt nhau ra quán giải quyết. Nhậu tiếp. Cái đó là biện pháp giải huề phải không cô? Mình giận mình đánh dữ nó đánh nha. Cháu mình thấy mình nhậu mới tâm ruột. Sự được. À, nhậu mới tâm sự được. Hay á, hai mẹ con này nhậu tâm sự được ha. Đeo mẹ đến nỗi thậm chí mình đứng lên mình chưa kịp bận cá khóa vô hỏi mẹ đâu. Cháu nội cũng vậy nữa. Không cho đi đâu, nó giết cũng quản lý mình luôn. Tối là 10 giờ đêm mà chưa chịu lên ngủ nữa. Nó nằm ở nệm mình hoài, mình thì mình thích nằm một mình thoải mái. Đuổi lên lầu rồi không chịu lên nữa. Nó mẹ đợi chút xíu đi, nằm nó bấm mạng đồ, nó bấm hoài vậy đó. Chơi Facebook hả? Chơi Facebook. Không thôi lên mạng coi quần áo, người ta bán đồ. Có kết kia. Bạn Facebook với mẹ chồng không? Có luôn. Hình tối ngày chụp hình đưa cho mẹ coi, đưa qua đưa lại vậy đó. Nó làm đủ trò. Vậy thì không biết là giữa hai mẹ con mình có điểm nào chưa hợp nhau không cô? Hợp là vô bếp á. Cãi lộn, vô bếp là nó nấu này nấu kia, mình không vừa ý kêu nó ra, thôi mà để tao làm đi. Thôi mẹ ra đi con làm. Mỗi lần mà có chồng đó ở nhà, chồng nó ngộ ghê. Nó có câu đó thôi. Có nhiều đó là lớn tiếng. Gặp chị này chị bị điếc lẳng tai. Mình phải chuyện nói chuyện lớn tiếng lên, cái thằng chồng nó tưởng là gây lộn. Nhưng mà thật ra hai mẹ con không có gây lộn. Gây nhau lắm, cắn nhau đau ha. Có gì thì kéo ra nhậu vài ly là xong ha. Cái nãy giờ nó chơi vui, nhưng mà bây giờ thật sự là trong lòng của mình á, mình có muốn nói gì với con dâu, muốn con dâu thay đổi điều gì không? Có. Muốn con dâu bớt nóng lại đi, bớt lơ đễnh, cũng như là không có quan tâm với chồng nữa. Chồng nó rất là dễ, về muốn ăn cơm là vô bếp tự bới ăn đi. Ăn cái gì là tự làm, uống cà phê tự pha. Mình khiêu khiêu, làm cà phê cho nó rồi mày. Đến nỗi mẹ chồng phải nhắc nhở. Anh uống cà phê không anh? Nó hỏi 8 lần cái thằng kia không trả lời. Thằng kia nói, chút uống. Ít nói mà không hiểu sao mà hai vợ chồng nó hợp nhau mà sống không biết. Em là sống được mười mấy năm là cũng nhờ mấy cái tin nhắn. Tại em không có gây lộn với chồng. Mà là nhắn tin trực tiếp qua thôi. Vậy là để hai đứa hiểu nhau hơn.
Còn nói muốn nói chuyện với mẹ chồng là cứ nói trực tiếp. Nói chuyện là nói với mẹ là nói nhiều hơn. Tại vì tâm sự với mẹ thì lúc nào cũng tâm sự hết. Đêm nào cũng nhắn tin với mẹ, còn không thì chat. Hẹn mẹ ra quán rồi gặp mặt với những người bạn chat đó. Hay, hai mẹ chồng dâu nhậu nhau hay nha. Hôm nay chồng em có một cái đôi lời chia sẻ cùng với em với mẹ ha. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Sau khi nghe được tin mẹ và vợ tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu và có nghe chương trình có việc ghi clip hình của người chồng, tôi xin chân thành cáo lỗi vì không có thời gian ghi hình được. Chỉ có vài lời nhắn gửi đến mẹ và vợ. Mẹ ơi, con sẽ hết sức cố gắng để đem lại niềm vui cho mẹ và cho vợ. Cuộc sống này con chỉ dành tất cả những tình cảm đó cho gia đình mình thôi. Mong mẹ và vợ hãy hiểu và thông cảm cho con. Hãy chia sẻ với con nhiều hơn. Hãy chăm sóc gia đình nhiều hơn vợ nhé. Hiền lắm. Hiền chưa từng thấy luôn. Nghe mẹ nhức đầu chút xíu mà con trai mới cứ lên lầu lên xuống. Một đêm nó lên 5-7 lần. Rồi chán mẹ con sao rồi. Thấy mẹ ho ho tự đi mua thuốc. Rồi con trai nó có hiếu lắm. Tự đi chạy ra đi mua cục thịt bò với hành ngò về nấu nồi cháo bằm gừng rồi vô bưng lại cho mẹ ăn. Nhưng mà yêu vợ thì sao? Em thì cũng thấy ảnh là người rất là lo lắng. Đôi khi em cũng ganh tị nữa. Con trai thì thương mẹ nhiều quá thì đâm ra là vợ cũng hay ganh tị với mẹ. Có khi là lúc nào cũng mẹ 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 hết. Rồi tới em thì không có gì hết. Hôm nay chồng em viết thơ như vậy rồi em cũng muốn nói gì với chồng không? Em thì cũng muốn nói với ảnh là qua chương trình này em muốn đăng ký cho mẹ đi lên đây là chẳng qua là để chồng em hiểu em hơn, là không có nghĩ xấu về em một phần nào đó. Em cũng thương mẹ, chẳng qua em thương ảnh là thương mẹ mà thương gia đình hết, mà mặc dù là em không nói. Và ngày hôm nay chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Mong muốn mẹ là phải thương em hơn nhiều, nhiều hơn là con trai của mẹ. Là mẹ là đặt con trai mẹ lên hàng đầu nhiều hơn em. Mà em thì người lúc nào cũng đi chơi vui vẻ với mẹ. Mà thấy mẹ mà mỗi lần mà lo cho con trai, con út hay là gì đó thì em cũng, cái lòng của em thì cũng ganh tị hơn một chút. Đây không kêu trên, kêu ba mẹ mà đó. Bệnh gì mẹ ơi, cái gì cũng mẹ ơi mà dẫn con đi, nó không gọi điện cho ba mẹ nó hay là chồng nó, toàn là mẹ không à. Trời ơi.